Chào mừng quý vị và các bạn cùng quay trở lại kênh Phong Thủy Gia Cát. Lời đầu tiên thay mặt ban biên tập của chương trình, xin kính chúc quý vị gặp vạn sự lành, tấn tài, tấn lộc, vạn sự hanh thông. Quý vị thân mến, như vậy là chúng ta đã cận kề bước sang năm mới 2023 Quý Mão. Những con giáp này phải hết sức cẩn trọng từ việc đi đứng hay trong lời ăn tiếng nói, bởi sai một ly đi một dặm, chỉ cần bạn bất cẩn, sơ ý một chút thôi cũng có thể rước họa vào thân, tai bay vạ xó bủa vây khắp lối. Đặc biệt là với một số con giáp phạm phải xung sát dưới đây, cần tuyệt đối cẩn thận, kẻo làm ơn mắc oán, bị vướng phải xui xẻo trong năm 2023. Quý vị hãy cùng theo dõi video để biết được đó là những con giáp nào. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Một, tuổi Mão. Trên phương diện sự nghiệp, trong năm phạm vào cục diện trực thái tuế 2023, công việc của người tuổi Mão chững lại, khó đạt được thành tích tốt đẹp, thậm chí bạn làm nhiều nhưng chưa chắc đã được hưởng hết thành quả. Cạnh tranh đấu đá có dấu hiệu tăng lên, con giáp này phải mất thời gian liên tục dè chừng đối thủ, nên chất lượng công việc giảm sút, không hoàn thành kế hoạch ban đầu cũng là điều dễ hiểu. Chẳng những vậy, tuổi này hành sự chỉ chú tâm vào điều mình nghĩ mà thiếu sự quan sát tổng quan, bỏ ngoài tai ý kiến của người ngoài, đến khi xảy ra sự cố thì không kịp sửa đổi nữa. Trên phương diện tài lộc, tử vi tuổi Mão 2023 thấy rằng những dự án hồn hạp làm ăn của bản mệnh cũng dễ gặp bất chắc nửa chừng, họa phá tài treo lơ lửng trên đầu, đầu tư làm ăn với quy mô lớn không thích hợp ở thời điểm này. Vấn đề lựa chọn đối tác cũng chớ nên qua loa, đặc biệt là với những người thân hay người có quen biết. Nếu không, bạn dễ vướng tranh chấp liên quan tới tiền bạc và là người phải chịu nhiều thiệt thòi. Nếu là dự án đang thực hiện dang dở, bạn nên chú trọng chi tiết, tiến hành từng bước, tính toán kỹ lưỡng cái lợi, cái hại, làm đến đâu chắc đến đấy. Cần chú ý trong năm mà tài vận bất ổn, tốt hơn hết người tuổi Mão không nên tham gia bất cứ trò cá độ đỏ đen nào, kẻo có ngày tay trắng. Để có được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Mão cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân hợi Mão Mùi để trợ mệnh, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. Trên phương diện tình cảm, hung vận quá lớn trong năm, bản mệnh khiến tuổi Mão độc thân, dù vẫn có cơ hội gặp gỡ, hẹn hò, nhưng đa phần chẳng đi tới đâu. Cũng vì nhiều mối quan hệ mà bạn không biết đâu mới là đối tượng thích hợp. Với các cặp đôi, do tâm lý buồn phiền nên bản mệnh có thể gây khó chịu cho cả nửa kia. Nếu hành xử ích kỷ theo ý của mình, bạn có thể là người gây ra mâu thuẫn ngày càng sâu. Đã vậy, dấu hiệu kẻ thứ ba xuất hiện rõ ràng. Nếu tình yêu giữa hai bạn chưa thực sự sâu đậm thì dễ đứt gánh giữa đường. Với một số người tuổi Mão đã kết hôn, bạn cũng cần chú ý hơn đến trạng thái, tâm tư cũng như cảm xúc của đối phương, tránh chê bai nhau khiến không khí gia đình nặng nề. 2. Tuổi Tý. Trên phương diện sự nghiệp, công việc trong năm 2023 gặp nhiều trắc trở, khiến người tuổi Tý tốn thời gian xử lý, kế hoạch khó có thể phát triển rõ rệt. Bản mệnh nên cố gắng và kiên trì, khi có vấn đề xảy ra cần cố gắng tìm hiểu nguyên nhân vấn đề để có thể khắc phục nhanh chóng. Năm nay còn cho thấy có hoa tiểu nhân treo trên đầu, bản mệnh dễ bị hãm hại hoặc vướng phải họa kiện tụ thị phi. Hãy chú ý đến những chiêu trò mờ ám của đối thủ, tỉnh táo trong mọi hành động và quyết định để tránh rơi vào bẫy. Trên phương diện tài lộc, do ảnh hưởng của cục diện hình thái tuế, người làm kinh doanh buôn bán dễ vấp phải không ít chiêu trò từ đối thủ, lợi nhuận cũng dễ hao hụt, khó đạt mức như kỳ vọng. Với người làm công ăn lương, công việc trì trệ có thể ảnh hưởng tới nguồn thu nhập của chính của bạn. Hơn nữa, có thể vì sự chủ quan trong việc đánh giá tình hình, nên bạn còn có thể phải bỏ tiền túi ra để bù thiệt hại. Sức khỏe suy giảm cũng là yếu tố gây ảnh hưởng đến túi tiền của bản mệnh. Vì thế, trong cuộc sống hàng ngày, bạn cần tránh chi tiêu phung phí hoặc cho người không đáng tin cậy vay mượn. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Tý cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân thân Tý Thìn để trợ mệnh, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. Trên phương diện tình cảm, trên thực tế thì người độc thân có nhiều cơ hội tiếp xúc với người khác giới trong năm nay. Tuy nhiên, bạn cần rõ ràng trong vấn đề tình cảm, tránh những hành động mập mờ để gây hiểu lầm, đặc biệt là không nên đứng núi này trông núi nọ hay qua lại với nhiều người cùng một thời điểm.
người đã có đôi có cặp cũng có thể trở nên nổi bật hơn trong mắt người khác giới. Đây là lúc bạn cần chú ý giữ khoảng cách với mọi người xung quanh, đừng để mình vướng phải những mối quan hệ phức tạp hoặc những lời đồn đại không hay. 3. Tuổi Thìn. Trên phương diện sự nghiệp, tử vi tuổi Thìn 2023 cho rằng đây là năm hầu hết các kế hoạch của bản mệnh đều vấp phải cản trở nhất định. Vì thế, mọi việc nên liệu sức mình mà làm, tránh đặt mục tiêu quá cao, tham vọng quá lớn, kẻo trèo cao thì ngã đau. Cục diện tương hại cũng khiến con giáp này dễ vấp phải nhiều mâu thuẫn với đồng nghiệp. Nếu không đủ sáng suốt để tự bảo vệ mình, bạn còn có thể rơi vào bẫy hãm hại của kẻ xấu, thậm chí là bị bán đứng, làm ăn đổ bể, hao tài, hao sức. Với những người đang muốn thay đổi công việc thì hiện tại không phải là thời cơ tốt. Trước khi đưa ra quyết định dứt khoát, bạn biết mình cần gì và muốn gì, đừng chỉ vì gặp khó khăn nhất thời mà có ý muốn bỏ cuộc, trốn tránh. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Thìn cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân thân Tý Thìn để trợ mệnh, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. Trên phương diện tài lộc, kế hoạch hợp tác của người tuổi Thìn trong năm Thái Tuế 2023 sẽ đổ bể vì đối tác quay lưng nửa chừng. Các chiêu trò cạnh tranh, chơi xấu từ đối thủ cũng sẽ tăng lên, đòi hỏi bản mệnh cần hết sức chú ý. Con giáp này tốt nhất nên cân nhắc khi tham gia các dự án công việc, suy nghĩ kỹ trước khi đầu tư, tránh tiền mất tật mang. Đầu tư tốt nhất tùy vào khả năng của mình, không nên mù quáng chạy theo trào lưu hay ý tưởng nông nổi nhất thời. Đặc biệt là tuổi Thìn cần đặc biệt tránh các công việc phạm pháp, lách luật hay những trò đỏ đen, nếu không dễ vướng vào họa kiện tụng, lao tù. Chớ dại đánh đổi tương lai của mình vì cái lợi trước mắt. Người độc thân nhìn chung khá vượng đào hoa nhưng tình cảm dễ đến, dễ đi. Con giáp này gặp nhiều người nhưng chưa chắc đối phương đã nghiêm túc và muốn gắn bó lâu dài. Những ai đã có đôi có cặp cũng phải đối mặt với mâu thuẫn gia tăng, đừng cố gắng thay đổi chỉ để làm hài lòng người ấy. Để tình cảm lâu bền, hai bạn đều cần phải tìm cách để dung hòa với nhau. Người đã có gia đình cần tránh những cảm xúc thất thường với nửa kia, ví dụ như giận hờn vô cớ, trách móc hoài nghi. Một khi không thể làm chủ cảm xúc, tuổi Thìn sẽ dễ hành động sai lầm. 4. Là tuổi Ngọ. Trên phương diện sự nghiệp, trong năm chịu ảnh hưởng của phá Thái Tuế, người tuổi Ngọ thường gặp bất hòa với bạn bè, đồng nghiệp, kẻ tiểu nhân xuất hiện, cố tình gây phiền phức, khiến công việc tiến triển khó khăn. Thời điểm này, bản mệnh cần phải chú ý hơn trong việc lắng nghe ý kiến của mọi người, không nên bảo thủ, khăng khăng với những quan điểm cổ hủ của mình, nếu không dễ vướng phải rắc rối mà không tìm được cách khắc phục. Trên phương diện tài lộc, với người làm công ăn lương, bạn thường xuyên bị kẻ tiểu nhân phá hoại, khiến công việc không đạt tiến độ, ít người nhận được tiền thưởng nóng hoặc cơ hội tăng lương. Với người làm đầu tư, kinh doanh, bản mệnh phải đối diện với sự cạnh tranh gay gắt đến từ đối thủ, thậm chí có kẻ còn tìm cách hãm hại bạn, đẩy bạn vào cảnh hao tài tốn của. Vì thế, con giáp này cần phải cẩn thận trước mọi lời mời gọi đầu tư của người khác. Trong cuộc sống hàng ngày, hãy luôn chú ý quản lý tiền bạc chặt chẽ, chớ phung phí cho những hoạt động không cần thiết. Tốt nhất là hãy luôn có kế hoạch chi tiêu rõ ràng. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Ngọ cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân dần Ngọ Tuất để trợ mệnh, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. Trên phương diện tình cảm, với những người đã lập gia đình do tác động của Thái Tuế, vợ chồng bạn thường xuyên mâu thuẫn vì những quan điểm không trùng lặp. Sự thiếu lắng nghe, thiếu thông cảm khiến cho mối quan hệ ngày càng trở nên lạnh nhạt. Chưa dừng lại ở đó, quan hệ cha mẹ và con cái trong nhà cũng thường xuyên xảy ra tranh cãi, bất đồng. Có thể những khác biệt, thế hệ khiến đôi bên khó có thể hiểu được nhau. Nếu vẫn còn coi trọng gia đình, bạn nên học cách đặt mình vào vị trí của đối phương để có thể có những hành xử hợp lý nhất. Hãy quan sát vấn đề dưới nhiều góc độ, bạn sẽ tìm ra hướng giải quyết đúng đắn. 5. Tuổi Dậu. Trên phương diện sự nghiệp, các mối quan hệ xã giao của người tuổi Dậu không được tốt trong năm, chịu ảnh hưởng của xung Thái Tuế. Đa số thời gian, con giáp này phải tự lực cánh sinh, không được ai giúp đỡ, dễ dẫn đến tình trạng tâm lý mệt mỏi, căng thẳng, áp lực. Đồng nghiệp cản trở, đối thủ cạnh tranh là nguyên nhân chính khiến các công việc của bản mệnh khó có thể tiến hành theo đúng kế hoạch. Bạn cần nhắc mình bình tĩnh, chớ nên để kẻ xấu tìm ra cái cớ, vin vào để hãm hại. Nếu là người đứng ở vị trí lãnh đạo, tử vi tuổi Dậu 2023 khuyên bạn không nên nghe theo lời xúi dục của những kẻ nịnh hót. Khi đứng trước các vấn đề, bạn cần có cái nhìn đa chiều và đúng đắn, đừng nghe theo lời nói một chiều của bất cứ ai.
Trên phương diện tài lộc, người làm công ăn lương nếu không chú ý vào nhiệm vụ của mình thì rất dễ bị kẻ xấu lợi dụng cơ hội chiếm công, khiến công sức lao động bỏ ra đều trở nên uổng phí. Với người làm kinh doanh, bạn gặp nhiều bất lợi khi đối thủ đều phá mạnh mẽ, trong khi chính bản thân mình lại chưa tìm ra được lợi thế để cạnh tranh. Con giáp này cần phải thật sự bình tĩnh để đánh giá đúng tình hình thực tế cũng như điểm mạnh của bản thân, chớ vội vàng đưa ra các quyết định để rồi vướng phải thua lỗ lớn hơn. Người thiếu kinh nghiệm nếu chủ quan, dốc hết tài sản của mình để đầu tư vào một lĩnh vực nào đó thì rất dễ phải chịu những tổn thất nặng nề, khó thu hồi vốn. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Dậu cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Tỵ Dậu Sửu để trợ mệnh, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. Trên phương diện tình cảm, trong năm nay, bạn và nửa kia thường xuyên mâu thuẫn ý kiến với nhau, chỉ một vấn đề nhỏ cũng có thể thổi bùng lên cơn nóng giận của cả hai. Thay vì trút những áp lực trong cuộc sống lên đầu người ấy, hai người cần thường xuyên trải lòng với nhau. Nếu đã có người thầm thương trộm nhớ, thái độ chần chừ có thể khiến bạn đánh mất đối phương. Hãy dũng cảm và chủ động hơn trong việc nói ra tình cảm của mình. Dù có quý trọng người ấy đến mấy mà chỉ giấu trong lòng thì đối phương sẽ chẳng thể nào biết và cho bạn cơ hội được. Quý vị thân mến, như vậy chúng tôi vừa chia sẻ cho quý vị những con giáp xui xẻo nhất trong năm 2023 Quý Mão. Quý vị có thuộc một trong những con giáp xui xẻo ở trên hay không? Hãy comment xuống bên dưới ô bình luận để mọi người cùng được biết và cảm thông chia sẻ với bạn nhé. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Mọi thắc mắc hay đóng góp của các bạn, hãy comment bên dưới ô bình luận hoặc gọi điện trực tiếp đến số 0989349119 để được tư vấn trực tiếp. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn.